Thưa quý vị và các bạn, một cô gái người gốc Nha Trang là du học sinh hiện đang sống tại thành phố Mississauga thuộc tỉnh bang Ontario, Canada. Là con ông cháu cha qua du học ở trường Sheridan College, Oakville Campus, rồi tìm cách ở lại bằng việc lấy chồng. Thế nhưng trong một comment trên Facebook, cô ấy cho rằng mình đang sống trong lòng địch, xung quanh là cờ vàng Ba Sọc và Việt Tân. Và cô ấy còn cho rằng biểu tình ở Bình Thuận toàn là cô hồn với trẻ trâu, xì ke, dân nghèo, bị xúi dục rồi sẽ cạp đất mà ăn. Hãy xem cô ta viết status, gọi người dân, những người phản đối luật đặc khu và an ninh mạng là chúng mày, là lũ dân ngu, và kêu gọi cảnh sát cơ động hãy trấn áp mạnh tay những người dân bằng vòi rồng. Trong một status khác, cô ta viết rằng rất am tường về luật đặc khu vì gia đình có đầu tư đất đai trong khu Vân Đồn, chứng tỏ đây là con của cộng sản gốc hoặc là lợi ích nhóm nên mới chửi người dân biểu tình phản đối tàu cộng như vậy. Đây chính là tên Hán Nô, nhưng tại sao lại không sang tàu du học mà lết qua Canada để sống trong lòng địch? Và sau khi bị cộng đồng mạng ném đá, cô đã gửi email cho Hoàng Thanh Tâm Trần để phân trần. Sau đây là email của cô. Chào chị Thanh Tâm, em là Thùy Dung, người có Facebook tên Dung Huỳnh. Gần đây trên mạng xã hội ngập tràn tin và bài hình ảnh từ Facebook của em với nội dung bôi nhọ chống phá Hội đoàn Người Việt. Với tất cả nỗi bức xúc và oan ức mà mình phải gánh chịu trong những ngày qua, em viết cho chị email này để đính chính lại về những thông tin được cho là lấy từ Facebook của em. Mong chị dành chút thời gian đọc qua. Đầu tiên, em khẳng định bản thân em cũng là người bị hại vì Facebook của em đã bị hack. Kẻ xấu đã post, share những bài viết tiêu cực dưới danh nghĩa tên của em nhằm mục đích làm ảnh hưởng uy tín, phá hoại công việc làm ăn của chồng sắp cưới của em, người có hãng bếp đang kinh doanh rất tốt, rất đông khách ở Mississauga. Sự việc là khoảng 2 tháng nay em không hề sử dụng Facebook vì muốn tập trung vào việc học tập. Trong thời gian đó, kẻ xấu đã hack và sử dụng Facebook của em để post những tin bài, hình ảnh đầy tiêu cực và còn share, comment với những người bạn của em ở Việt Nam. Có lẽ họ vẫn nghĩ đó là em, nên vẫn interact. Em không hề hay biết việc đó. Đến khi gần đây, một số người quen gọi phone, nói những hình ảnh và bài viết từ Facebook của em đang lan tràn trên mạng xã hội. Em thật sự rất bất ngờ vì thời gian gần đây mình không hề sử dụng Facebook. Em đã vào Facebook của mình kiểm tra và phát hiện không thể đăng nhập được. Kẻ xấu đã thay đổi password. Em phải thay đổi lại password mới vào được. Và phát hiện Facebook của mình đầy rẫy những bài viết về chính trị. Một topic mà hồi nào tới giờ em không hề quan tâm đến. Lúc đó em biết Facebook của mình đã bị hack. Cùng lúc đó là vô số những lời comment tiêu cực từ những người không quen biết. Thật sự hoảng hốt và lo lắng kẻ xấu sẽ tiếp tục sử dụng Facebook của mình, nên em đã khóa luôn Facebook đó. Em muốn nói qua về bản thân của em. Thứ nhất, em sang đây đã được 7 năm theo diện skin worker. Sau 5 năm sống và làm việc đóng thuế đầy đủ, em được chính phủ Canada cho ở lại. Có permanent residence, sau đó em quyết định đi học để lấy bằng cấp ở Canada. Gia đình em ở Việt Nam, bố mẹ chỉ là công nhân buôn bán bình thường và cũng không có điều kiện để mua được một mảnh đất nào ở đặc khu cả. Chứ không phải là du học sinh con ông cháu cha và tìm cách lấy chồng để được ở lại, như thông tin trên mạng đăng tải. Thứ hai, đại gia đình chồng sắp cưới của em sống ở Canada và Mỹ, đều có tinh thần chống cộng dữ dội. Chú họ của chồng em là MC Việt Dũng, hiện đã mất ở Cali, còn bố chồng em cũng từng là người lính Cộng Hòa. Các bạn bè, người quen của chồng em đều trong hội đoàn. Họ chính là người gửi cho chồng em thư mời cùng với địa chỉ email của chị. Với hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn và nhất là chồng sắp cưới là người đang làm ăn kinh doanh thuận lợi, em không thể nào viết được những tin bài nội dung tiêu cực, chống phá, lời lẽ thô tục tới như vậy. Từ khi sự việc đáng tiếc này xảy ra, những tin nhắn xuyên tạc, bôi nhọ, thậm chí đe dọa đến công việc làm ăn kinh doanh của chồng em từ những kẻ xấu mặt liên tục gửi đến fanpage business, Google Business Page, làm cho công việc kinh doanh của chồng em bị ảnh hưởng, uy tín và cả tinh thần, sức khỏe của cả hai vợ chồng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Em mong chị đính chính dùm về sự việc này lên Facebook. Em cũng lấy làm tiếc và cảm thấy có lỗi vì đã bất cẩn để kẻ xấu hack nick Facebook của mình, để sự việc đáng tiếc xảy ra, làm ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt. Nếu chị muốn biết thêm thông tin, em sẵn sàng hẹn gặp chị để chúng ta có thể nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn. Nếu chị sắp xếp được, thứ bảy tuần này thì càng tốt chị ạ. Chân thành cảm ơn chị, Thùy Dung. Kính thưa quý vị và các bạn, một cô gái người gốc Nha Trang là du học sinh hiện đang sống tại thành phố Mississauga thuộc tỉnh bang Ontario, Canada.
là con ông cháu cha qua du học ở trường Sheridan College, Oakville Campus, rồi tìm cách ở lại bằng việc lấy chồng. Thế nhưng trong một comment trên Facebook, cô ấy cho rằng mình đang sống trong lòng địch, xung quanh là cờ vàng Ba Sọc và Việt Tân. Câu hỏi đặt ra là tại sao cô ấy không về Việt Nam sống trong lòng đảng ở cái xứ sở người ta gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa, mà lại lặn lội qua tới xứ tư bản dễ chết để sống trong lòng địch làm chi cho bức xúc. Và cô ấy còn cho rằng biểu tình ở Bình Thuận toàn là cô hồn với trẻ trâu, xì ke, dân nghèo, bị xúi dục rồi sẽ cạp đất mà ăn. Qua đến đây là xứ tư bản tự do thông tin mà vẫn không chịu mở mang kiến thức, vẫn cứ mê đắm chìm ngụp lặn, bơi lội vẫy vùng trong cái sự dối trá, tăm tối, nhồi sọ của Cộng sản. Hãy xem cô ta viết status, gọi người dân, những người phản đối luật đặc khu và an ninh mạng là chúng mày, là lũ dân ngu, và kêu gọi cảnh sát cơ động, hãy trấn áp mạnh tay những người dân bằng vòi rồng. Cái thể loại này không đáng sống ở xứ tự do, mà phải đưa về vùng Formosa hay nhà máy Vĩnh Tân để bớt chu chéo. Trong một status khác, cô ta viết rằng rất am tường về luật đặc khu vì gia đình có đầu tư đất đai trong khu Vân Đồn, chứng tỏ đây là con của Cộng sản gốc hoặc là lợi ích nhóm nên mới chửi người dân biểu tình phản đối Tàu Cộng như vậy. Đây chính là tên Hán Nô, nhưng tại sao lại không sang Tàu du học mà lết qua Canada để sống trong lòng địch? Theo thông tin vừa nhận được cần kiểm chứng, thì Huỳnh Thị Thùy Dung là con gái của ông Huỳnh Đảm, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và thêm một tin khác, thì bố là ông Minh Tâm Huỳnh, làm trong ngành đường sắt chứ không phải là công nhân như cô ấy viết trong email. Có một người em họ hay anh họ là ca sĩ, tên là Hoàng Lâm ở Toronto. Từ đây có thể dò thêm thông tin nhờ quý vị kiểm chứng. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tủi hận buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắt buôn dầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau, chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ, chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi giang ngập sầu, nhưng thành phố chen chúc vui đâu, nơi kiếp người chưng đủ miếng đau. Và lòng em sẽ chẳng xôn xao, tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào, kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao cũng chính là những người đồng bào. Ăn trên ăn dưới ăn ngang cho mặc người ai thờ ai than. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân, chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói,
chúng chơi sang chơi xấu chơi oai chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia trắng sang giàu, chúng đi buôn lừa dối gạt nhau, chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn